Rồi, chào anh chị bạn trở lại với chuyên đấu xe hơi. Mấy hôm nay các anh chị xem trên mạng thì chúng ta đều biết là Honda City này nó đang xả kho, nó là xả kho thì không đúng, đang giảm giá rất là nhiều. Cách đây khoảng 10 ngày thôi, nó dao động vào khoảng 35 đến 40 triệu tiền mặt và phụ kiện. Tuy nhiên thì thời điểm này thì nhiều đại lý cũng đã xả đến khoảng 45 đến 50 triệu tặng kèm cho phụ kiện rồi. Và đặc thù một chút thì phụ kiện Honda thì các bác nghe giá ví dụ như 50 hay là 40 triệu phụ kiện, thì tuy nhiên thì cái này nó không quy đổi được nhá, và lựa chọn cụ thể như nào thì anh chị cân nhắc giúp em, hoặc là có thể điện trực tiếp để em tư vấn. Còn giảm trừ tiền mặt trực tiếp vào giá xe nó đâu đó khoảng 45 đến 50 triệu rồi. Ở City thì nó có khoảng 3 bản, là bản RS như trong màn hình này, bản full này, và bản L, bản G. Thời điểm này thì bản G gần như là không có xe nhé. Là chúng ta bán đa phần xịn nhất vẫn là bản RS và bán nhiều nhất. Bản L thì ghế nỉ các thứ thì nó sẽ ít được bán hơn. Tuy nhiên thì với cái mức giá nó lăn bánh đâu đó vào khoảng 620, 630 với các bác ở Bắc Ninh như này thì thật sự là những cá nhân như thế nó cũng rất là thơm. Nó thật sự là thơm. Honda mà đã giảm giá sâu vào khoảng từ 50, 70, 100 ấy thì xe là bán rất là chạy, và nó chỉ có đâu đó vào khoảng một tháng thôi, một tháng giảm giá thôi. Nên là mình đang có nhu cầu mà tham khảo một cái xe hạng B ấy, thì nên cân nhắc 599, giảm đâu đó vào khoảng 45-50 đúng không ạ, lăn bánh đâu đó vào khoảng 620-630 với bản cao cấp nhất nhé. Tất nhiên thì xe này vẫn có một số cái nhược điểm mà anh chị nào cũng biết đấy, ví dụ như cái phanh sau là phanh tăng trống này. Với cá nhân em thì thấy nó bình thường. Đấy, cơ bản thì chúng ta đổi lại được một chiếc xe rất là đẹp, thể thao, nhiều tính năng, và đặc biệt là logo Honda bền, chi phí nuôi bảo dưỡng thấp và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, còn cụ thể về cái City RS thì đây, toàn bộ là công nghệ đèn full LED, camera lùi các thứ đầy đủ đúng không ạ, cốp rộng, chiều dài cơ sở lớn, gần như là lúc nào thì so với Vios thì nó cũng là 9-1-10 thôi. Theo quan điểm cá nhân của em, qua là mình thích cái thiết kế hay là thích cái thương hiệu nào thì mình ủng hộ thôi. Còn nếu mà cho tiền mà hai xe ngang nhau như này thì cũng quá khó để chọn. Đấy, bác nhìn này, một người mất 8 ngồi như em nhé, còn một ngang ngồi hàng ghế thứ hai, cửa gió điều hòa các thứ đầy đủ với phiên bản RS, quá tốt đúng không ạ. Tháng này thì Honda giảm xe nào cũng giảm rất nhiều. Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được tư vấn thêm nhé. Em quay nhanh về giá Honda City. Một điểm nữa là với các bác đang có nhu cầu vay mua trả góp thì hiện nay thì lãi suất nó giảm khá nhiều rồi, đâu đó khoảng 9% trong 6 tháng đầu, và chúng ta có thể chọn gói hơn 10% một chút trong vòng 5-4 tháng còn lại. Đó là một gói rất hợp lý của Xi'an Bank. Tuy nhiên thì có một số bác chưa đủ điều kiện để chứng minh tài chính thì có thể liên hệ cho bên em để bên em hỗ trợ thêm nhé. Rồi, xin chào và hẹn lại trong cái video tiếp theo.